Tôi ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, về đây để dự cái lễ giỗ tổ Hùng Vương hàng năm. Tôi đã về đây được 3 năm rồi. Năm đầu tiên vừa khai mở đây là tôi đã dẫn con cháu về đây rồi. Thì năm nay là năm thứ 3. Tại vì để dẫn con cháu nó đi giỗ tổ này để nó nhớ tới cái cội, cái nguồn của tổ tiên ông bà. Đây là lần đầu tiên em tham gia lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Em nhìn thấy trên báo đài thì mọi năm thì mọi người vẫn đổ về các cái nơi giỗ tổ rất là đông. Tôi thấy lễ hội năm nay rất là trân trọng và rất là vui, đông vui nhộn nhịp.